Được đầu tư xây dựng vào năm 2017 và cơ bản hoàn thành vào năm 2020, công viên Thiên Văn Học này được coi là một trong những công viên có chủ đề về thiên văn lớn nhất Đông Nam Á với cái tổng mức đầu tư khoảng 260 tỷ đồng. Tuy nhiên là đến thời điểm hiện tại, công viên này sau 2 năm hoàn thành vẫn chưa từng một lần mở cửa. Những rào chắn như thế này được răng ra khắp nơi trong công viên. Còn bên trong thì như quý vị có thể quan sát thấy là rất nhiều hạng mục công trình trong khu công viên này đã có cái dấu hiệu xuống cấp hư hỏng, cỏ thì mọc tùm khắp nơi. Nguyên nhân của tình trạng này thì theo cơ quan chức năng là do chủ đầu tư đã xây dựng cái công viên Thiên Văn Học này sai so với quy hoạch chi tiết của khu đô thị Dương Nội. Từ đó dẫn đến cái việc là những cái không gian rộng lớn như thế này bị bỏ hoang rất lãng phí. Trong khi một số dự án công viên thì đang phải tạm dừng triển khai do vướng mắc liên quan đến một số các vấn đề về pháp lý, thì lại có những cái dự án công viên như công viên văn hóa Đống Đa đến thời điểm hiện tại thì đã bị biến thành những cái khu phố sầm uất như thế này. Theo thống kê của cơ quan chức năng thì đã có tới gần 500 hộ dân lấn chiếm hết phần lớn diện tích đất của dự án để xây dựng nhà cửa, xây dựng những hàng quán. Trước tình trạng này thì Sở Xây dựng Hà Nội mới đây đã có đề xuất gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phương án giải cứu 12 công viên trên địa bàn thành phố, gồm có 9 công viên đang trong giai đoạn triển khai và 3 công viên trong nội thành Hà Nội. Phương án giải cứu sẽ tập trung vào việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tập trung xử lý nghiêm những cái vi phạm về việc lấn chiếm những cái khu vực đã được quy hoạch xây dựng công viên, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương vận động thuyết phục người dân phối hợp để di dời những cái khu vực về tâm linh như những cái phần mộ của người dân, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về những phạm vi xây dựng sai với quy hoạch và có những cái giải pháp phù hợp để nhanh chóng đưa những cái công viên này vào hoạt động. Đồng thời với những công viên đã được xây dựng ở trong nội thành Hà Nội thì sẽ tập trung nguồn vốn để xây dựng cải tạo cho phù hợp với cảnh quan cũng như là nhu cầu của người dân.